Đoàn Than Mông Dương triển khai hoạt động tháng thanh niên năm 2022. Ngày 10 tháng 3, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Than Mông Dương đã tổ chức hội nghị triển khai hoạt động tháng 3, tháng thanh niên năm 2022. Cụ thể, nhằm thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty mùng 1 tháng 4 năm 1982, mùng 1 tháng 4 năm 2022. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty lần thứ 16, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2022. Theo đó, trong tháng 3 năm 2022, mỗi chi đoàn sẽ tổ chức phát động tháng thanh niên tại đơn vị, đăng ký đảm nhận và hoàn thành ít nhất một công trình cấp phân xưởng trở lên. Đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh ngày 20 tháng 3 năm 2022, tại khuôn viên văn phòng, nhà điều hành sản xuất, mặt bằng nhà xưởng, vị trí làm việc, đảm bảo số lượng đoàn viên thanh niên tham gia trên 5% tổng số đoàn viên thanh niên của chi đoàn. Các chi đoàn phát động đoàn viên thanh niên thi đua lập thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, không vi phạm kỷ luật, quy định chung của công ty, đảm bảo ngày công sản phẩm theo quy chế quản lý lao động tiền lương hiện hành, đề nghị chi bộ, đảng ủy công ty xét tặng danh hiệu Người thợ mỏ, người chiến sĩ tháng 3 năm 2021, giới thiệu các đoàn viên ưu tú có lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức tốt để bồi dưỡng, lựa chọn cho đảng xem xét, kết nạp dịp mùng 1 tháng 4 năm 2022. Hội nghị cũng tiến hành kiểm điểm công tác tổ chức đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022 đến 2027. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các chi đoàn đã thực hiện ký giao ước thi đua về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và hoạt động công tác đoàn năm 2022.